Đợt này mới đi làm về thì rất là mệt luôn. Chắc bữa nay không có tâm trạng gì để nấu ăn đâu. Thì để coi mình coi trong tủ lạnh mình có cái gì ha các bạn. Có cái gì ăn được không? Trong tủ lạnh không có gì ăn được, chỉ có cái này là uống được thôi. Bây giờ bỏ này vô tủ đá. Bỏ bia vô tủ đá rồi tính sao các bạn? Mình thấy trong tủ lạnh mình Có bộ bối các bạn, hai cái kèn cua đá. Hai cái kèn này là đủ dậu cho tối nay rồi. Thì bữa nay mình sẽ làm cua đá hấp các bạn ha. Ok, wow nó bự rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi một cái kèn nó bự cỡ nào. Hai cái kèn này nó bự, trời ơi là thịt không đó các bạn ơi, nhìn nè, quá trời thịt luôn. Như là cái này mà mình họp Bây một giờ mình cái cho cái kèn cua hoàng đế của mình nó vô đây là nó vừa lọt, chắc lọt luôn các bạn. Ok, bỏ thêm cái này vô nè. Hai kèn là đủ rồi. Ok, dư sức qua cậu. Ok, bây giờ mình sẽ hấp nó đây nha các bạn. Khi nào mà nóng mình sẽ lấy gang thôi. Thì thịt cua này nó đã chín rồi, bởi vì mình hấp cho nó nóng lên thôi. Chứ mình luộc nhiều quá nó sẽ bị mất cái chất ngọt đi. Nó sẽ mất cái chất ngọt, nó sẽ không ngon nữa. Đó, mình sẽ hấp nó khoảng 10 phút. Cái máy này rất là nóng lẹ lắm các bạn. Bây giờ nó bốc hơi lên nè. Thì mình đã đổ nước đầy rồi. Thì mình ở đó. đây vợ mình có nướng cái đùi gà lôi các bạn. Vợ mình thích ăn đùi gà Thì lôi. tối hôm nay mình sẽ ăn cua hoàng đế khủng với lại đùi gà tây các bạn. Thế là turkey leg. Mình mới mua được. Càng cái này là càng cua khủng các bạn. Nhìn nè ha. Tay của mình đi tay cái đó Quá là nè. để cho cái bữa ăn này được thêm hấp dẫn thì mình đã có chuẩn bị một chai bia các bạn. Để biến Corona. À, wow, nó sủi bọt lên nè. Sủi bọt lên này, bỏ vô đây. Bia này mà ngăn chanh vô. Cái chua chua mà mặn mặn mới ngon các bạn. Đó. Bỏ vô luôn. Bây giờ các bạn lắc lên. Ok. Vô các bạn. À, đã quá. Thì bây giờ mình trước tiên bắt đầu á, mình sẽ bắt đầu với lại con cái đùi gà các bạn ha. Thức kỳ lét trước để coi. Wow, nhìn cái đùi gà này mình ăn xong mình sẽ kể với bạn nghe một câu chuyện rất là vui. Đó là câu chuyện cuộc đời của Nhan Lì. Bạn thấy có cái đùi gà không? Đây là cái con gà lói các bạn. Một cái đùi nó thật là bự như vậy. Thì các bạn nghĩ cái mình của nó là bự thế nào? Con này của nó Thì câu chuyện mình kể là có thật nha các bạn. Chấm với cái chanh ngon không? Ngon. Hồi nhỏ đó, lúc mà mình 4 tuổi á, mình có đại chiến với một con gà. Thì trong cái giấc mơ của mình á, trong cái trí tưởng tượng của mình á, là mình có đánh nhau với một con gà rất là bự các bạn. Thì lúc mà mình lớn lên rồi á, thì mình tưởng mình là mình nằm mơ, tại vì lúc mà còn nhỏ, lúc mà mình đánh nhau với con gà đó mình mới có 3 tuổi thôi à. Thì cái con gà nó rất là bự các bạn, con gà nó quá là bự luôn. Thì mình không không nhớ nổi là cái đó là có thiệt hay không các bạn, mình không tưởng tượng nổi. Thì khi mà mình lớn lên 7 8 tuổi rồi á, thì những cái con gà mình thấy là những cái con gà mái hay là những cái con gà trống hay là những con gà, thì nó có chút xíu à, nó đâu có bự bằng con gà lôi đâu. Thì mình mới nghĩ cái đó chỉ là giấc mơ thôi các bạn, tại vì cái con gà mình đánh với nó bự lắm, nó bự giống như con bò vậy. Bây giờ tới ăn cái này thì để chút nữa mình cải xong con gà ăn cái này. Thì khi mà mình qua Mỹ các bạn, mình mới gặp con gà lôi ở trong sở thú, thì mình mới biết là cái con gà mà mình đánh lộn với nó hồi nhỏ đó là con gà lôi các bạn. Chứ thật sự mình không biết, tại vì hồi đó Việt Nam ít nuôi gà lôi lắm, Việt Nam hiếm nuôi gà lôi lắm. Cho tới khi 15 năm sau á, mình 15 tuổi á, mình qua Mỹ á, thì mình mới thấy có con gà này trong sở thú. Mình mới biết là cái con gà đó thật sự là mà hồi hồi nhỏ mình đánh lộn với nó. Tại vì mình có qua nhà cái bà hàng xóm chơi á, thì bà có nuôi cái con gà lôi đó. Thì mình đá nó, cái nó mổ mình, cái mình quýnh á, cái nó mổ mình. Vậy trong cái trí tưởng tượng của mình là mình đã có quýnh lộn với con gà lôi các bạn. Đó là một tuổi thơ rất là êm đềm của mình. Thì tuổi thơ của mình trải qua rất là êm đềm với con gà lôi, bởi vì bây giờ mình phải ăn nó trả thù các bạn. Thì
cái con gà lôi này nó cũng có nhiều câu chuyện lắm. Tức là ở bên Mỹ này người ta hay ăn gà lôi các bạn, người ta thích ăn gà lôi. Mặc dù thịt gà lôi nó không ngon, nó rất là khô. Tại vì nếu mà các bạn mua về mà các bạn không ăn liền á thì nó sẽ bị khô lẹ lắm. Nè em ăn đi. Thì cái thịt gà lôi này á, khi mà các bạn mới mua về các bạn nên ăn liền, thì thịt nó còn tươi, nó còn ướt. Tại nếu mà các bạn để qua ngày á, nó sẽ bị khô, nó ăn không ngó ngon nữa và nó không còn nước nữa. Đó, rất là nhiều, thịt các bạn. Thấy không? Thì tại sao người Mỹ họ thích ăn gà lôi các bạn? Mình kể cho bạn nghe hai câu chuyện. Thì khi mà nước Mỹ thành lập á, thì những người Tây Ban Nha các bạn, những người Tây Ban Nha họ mới đi qua Mỹ để tìm tự do. Thì khi mà qua Mỹ á, họ vừa bị đói, họ vừa bị lạnh và họ vừa bị bệnh nữa, thì họ không có chống cự lại được với cái sự tàn nhẫn đó, và có rất là nhiều người bị chết các bạn. Thì những người dân da đỏ, những người bản địa ở đó đó, họ mới săn bắt những con gà lôi cho những người đó ăn. Tại vì những người da đỏ họ sống rất là hòa đồng các bạn, họ rất là thân thiện, thì họ săn bắt được cái gì á, họ sẽ chia cho những người đó. Đó là lý do tại sao những người này họ mỗi khi mà ngày lễ gì đó, họ thường ăn gà lôi để cảm ơn những người đã cưu mang họ trong những ngày đầu tới Mỹ. Đó. Bởi vì con gà lôi lúc nào cũng không thể thiếu hết các bạn. Thì đó là một câu chuyện rất là hay, đó là một cái lịch sử của ngày lễ Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn các bạn. Thì có một câu chuyện khác nữa là có một nhóm lính Mỹ các bạn, họ mới đi vô rừng, họ uốn lộn, cái lộn họ chiến đấu chứ, họ chiến đấu thì họ lạc trong rừng các bạn. Thì lúc đó họ vừa mệt vừa đói, thì họ rất là yếu các bạn, họ không còn sức để chiến đấu nữa. Thì tự nhiên vô tình xuất hiện một con gà lôi các bạn, và họ đã bắt con gà lôi đó và họ ăn thịt. Thì sau khi ăn thịt con gà lôi đó, họ mới có sức là họ đã chiến đấu và họ đã thắng cái trận chiến đó. Thì khi mà mình nghe thầy mình kể câu chuyện này, mình rất là mắc cười các bạn. Tại mình suy nghĩ á, cũng may là tụi nó gặp con gà lôi á, tụi nó mới đủ ăn đủ sức chiến đấu, chứ gặp tụi nó gặp con gà ác tới chút xíu gì à, chắc tụi nó chết đó. Tại các bạn biết sao không? Tại khi mà họ gặp con gà lôi á, thì con gà lôi rất là bự, bởi vì họ mới đủ chia cho mấy người ở trọng ăn. Thí dụ mà họ gặp con gà ác đi có chút xíu à, thì những người ở trọng á, không những họ chia ăn mà họ còn dành ăn nữa, xong họ sẽ tàn sát lẫn nhau. Vậy nó mất cười, chọc nát cười ké. Đó là một câu chuyện rất là hay các bạn. Chọc nát cười ké. Thì bây giờ mình sẽ ăn cái càng cua hoàng đế của mình các bạn. Ồ. Cái càng là gọi là càng cua khủng luôn á các bạn, nhìn là quá là bự luôn. Cái con này không biết nó ăn cái gì mà nó bự quá bà. Ừ, cọng gân gà lôi. Ừ. Đây là cái cọng gân của con gà lôi các bạn. Ừ. Nói cái này, để đây đi, chấm nó vô. Cho mấy con. Thì theo những cái nhà khoa học á các bạn, những cái con cua hoàng đế này nè, tụi nó tới mùa sinh sản nó rất là nhiều. Và khi mà tụi nó di cư á là tụi nó đi theo một hàng luôn, là một cả ngàn ngàn con, cả vạn vạn con. Thì tới cái mùa đó thì người ta sẽ cho những cái tàu thuyền đi ra quay đánh bắt. Là ăn cái da cho thịt à. Ừ. Cái này là cái da của cái con gà mà. Cái da con gà nó dai hơn. Nó dai hơn những con gà khác các bạn. À. Và mấy con bự quá. À, quá đã các bạn ơi. Đố các bạn à, có biết cái này á, thật bao nhiêu thật không? Dạ,
Ok. Wow. Các bạn nhìn nè. Mình đã cắt rất là kỹ để mình trời, nó dính cái gân này. Mình đã cố gắng cắt là kỹ để mình lấy nguyên cục thịt ra cho các bạn coi. Bây giờ các bạn thấy nguyên một cục thịt của con cua. Hoàng đế. Mà nó bị dính cái cọng gân này. Các bạn thấy không? Đây là nguyên một cục thịt luôn. Mời các bạn ăn. Trời ơi. Ta nói nó ngọt tới gì đâu không? Ăn em quá đã các bạn. Các bạn nhìn nè, nguyên một cái khúc này á là thịt không nha, không có chỗ là không có thịt hết á. Ở đây còn thịt nữa nè. Nãy giờ là mình mới ụ một cục thịt. Nãy giờ là mình mới ăn một cái kẹp thôi á. Quá đã các bạn ơi. Đúng là trên đời này không có gì sướng mà ăn cái nhậu. Wow, bây giờ mình còn một cái càng bự, hai cái càng bự, ba cái càng bự. Oh my god. Ăn cái que này coi. Trời ơi là trời. Cái que này các bạn thấy nó bự vậy đó, nhưng mà nó mềm xèo các bạn. Nhưng mà mình cũng dùng kéo đi ha, tại vì tức tay á. Tại vì mình hạn chế bị đứt tay các bạn, tại vì tay mình đi làm á, đứt tay rất là khó làm ha. Hạn chế lại. Tay ngọc tay nghè. Đây. Tay ngọc tay nghè là tay đàn bà. Nè, cho ai ăn khúc này. Ăn đi. Mình chỉ ăn khúc này thôi các bạn. Chấm một miếng muối tiêu xanh. Cắn một miếng. Để ăn thử chỗ cái chà mà cho mọi người. Nè. Cái que của nó các bạn. Giờ mình mới khui ra. Bây giờ rượu của mình đã hết muối rồi. Bỏ thêm muối vô. Giống như bỏ hàng the vô vậy đó. Cho nó bò lên. Ha. Cái này là cái này có người gọi là rượu Corona, có người gọi là bia. Mình ăn mà mình muốn xỉu luôn các bạn. Không biết tại sao, tại nó ngon quá mình muốn xỉu. Ăn đi. Tiếp tục. Bây giờ cái càng bự này mình sẽ tiếp tục với nó. Thì những cái nhà khoa học đó các bạn, họ mới nghiên cứu. Các bạn biết cái con cua bự này á, mà một ngày cái lượng ăn của nó chỉ là một con sao biển và một con nhím biển thôi. Thì đó là cái sức ăn hàng ngày của một con cua hoàng đế đó các bạn. Các bạn đừng thấy nó bự, nó ăn nhiều nha. Giống như mình á, các bạn đừng thấy mình nhỏ mà mình ăn ít nha, mình ăn nhiều lắm á. Thì ăn nhiều thì ít hỏi vợ đi. Cái con cua hoàng đế này đó, người ta mới nhốt nó vô một cái hồ chứa các bạn. Thì người ta mới để vô trong chổng là 20 con sao biển và 20 con nhím biển, con cầu gai đó các bạn. Thì người ta nghiên cứu nó một tháng trời. Thì người ta thấy cái lượng ăn của nó một ngày á, người ta thấy chỉ mắc đi một con sao biển và một con nhím biển thôi. Thì người ta mới phát hiện ra là cái sức ăn của con này á, một ngày nó chỉ ăn hai con, một là nó ăn 2 con sao biển hay là nó ăn 2 con nhím biển là nó no rồi. Cũng giống như mình, với một ngày mình ăn một chén cơm là mình no rồi các bạn. Đó.
Wow, các bạn nhìn là rất là nhiều thịt đó. Thì người ta nói thịt cái con cua hoàng đế màu nâu á, là ngon nhất, mà mình chưa tìm được các bạn. Mình chỉ tìm được cái con cua hoàng đế màu đỏ thôi. Wow. Trời ơi. Mình nhìn được các bạn. Mình một cục thịt nó bự chà bá lửa luôn. Ôi trời ơi là trời. Mình phải ăn kiểu này. Nó rất mày. Bây giờ mình ngắt một cục này cho vợ mình đi nè. Rồi. Thấy không? Trời ơi trời. Ăn cái này nó đã thì thôi các bạn. Một rồi đúng không? Thôi chứ lâu lâu ăn thôi các bạn biết không? Tại vì biết không? Các bạn ăn hoài nó sẽ ngán. Với lại các bạn ăn vài ngày các bạn sẽ bị viêm á. Bị viêm màng túi á. Tại vì mấy con cua nó mắc lắm. Nhân ăn cái này mỗi ngày chắc nhân có 10 giờ. Ôi dạ. Nói cho mọi người nghe. Được chưa? Nói mọi người. Nói gì? Nói coi má. Anh ăn cái này mỗi anh mình ăn cái này á, chắc một mỗi ngày mình phải có 10 con vợ mình mới chịu nổi các bạn. Chứ ăn này bổ lắm. Quá đã luôn. Bự mấy con chút đang nữa. Thấy trong bụng nhiều quá xíu à. Lần này mình mua cái con này nó là quá bự luôn các bạn. Quá khủng luôn á. Cái này. Hết quá. Chưa? Còn này, còn hai cái nữa. Nhiều gì đó hả? Còn cái cam kia nữa. Trong đâu? Trong tủ lạnh á. Có còn hả? À. Ăn đã mà. Giờ mình hỏi giờ mình hỏi còn không má chỉ ăn ra cũng nồi giờ mình hỏi còn không mình nói để còn mình nói còn hai cái bạn xem ba cái bốn cái giờ mình hết hồn rồi giờ mình nói giờ mình no rồi. Giờ mình mới ăn một cái thôi là giờ mình no rồi đó các bạn. Các bạn thấy sức ăn của vợ mình yếu không, mà mình là chưa no đó. Các bạn thấy sức ăn của mình là mạnh hơn vợ mình. Các bạn đừng thấy mình ốm ốm gì mà chứ mình ăn mạnh lắm nha. Okay. Thì tối đi làm về không có gì ăn nên hai vợ chồng mình lục tủ lạnh ăn các bạn. Cái chỗ này của nó tại sao cái da này nó lại mềm đó, chỗ này nó cứng để chiến đấu thế hả? Thì đó. Thì cái nếu mà các bạn thích thích đó, các bạn có thể lên YouTube các bạn coi. Mình mua đâu? Các bạn coi cua hoàng đế, những cuộc xâm lăng của con cua hoàng đế á, các bạn sẽ thấy cái cuộc xâm lăng của nó. Wow. Các bạn thấy không, nguyên một cái que nè, là thật không? Bây giờ cho mình. Cho vợ một cái que. Thì cái phần thịt ở đây rất là ngọt các bạn, rất là ngọt. Cái thịt cái con cua này á, người được chuyên gia ăn cua đánh giá nó là ngon nhất trong tất cả loại cua. Bây giờ để nhân lì đánh giá thôi nha. Để chuyên gia nhân lì đánh giá. Ngon. Mình cũng đồng ý như vậy. Rồi nhân lì đồng ý là ok đó. Các bạn biết không, mình đã từng ăn cua Cà Mau nè, cua Đinh Trình nè, cua đá nè. Nói chung là cái gì mình cũng đã từng ăn qua rồi hết rồi. Nhưng mà mỗi một con cua á, là nó có một cái gì khác nhau. Bởi vì nếu mà cho mình ăn mà cua hoàng đế hoài á, mình cũng không ăn nữa. Tại vì ăn một thứ mà nó rất là ngán các bạn. Đó. Không? Mình phải đổi món. Đúng không? Chỉ có một cá con là mình không được đổi thôi. Đó chính là cái con vợ của mình. Đúng không? Nếu mà mình được đổi giống như con cua thì nó sướng các bạn. Đấy không? Đấy không? Đấy không? Bây giờ mình đổi xong cái con vợ này mình nó chạy qua nó quýnh mình các bạn. Thôi đừng có đi, anh đang quay phim mà. Nhanh. Thôi mệt. Đúng không? Mình nói xong cái con vợ mình nó chạy qua nó quýnh mình các bạn. Thì
khi mà mình về Việt Nam năm 2006 á, mình ăn cua Cà Mau các bạn. Tại quê mình là ở Bạc Liêu và mình ăn cua Cà Mau thì nó rất là gần. Tại vì mỗi một ngày đều có thương lái từ Cà Mau chở cua lên đó để bán nữa. Thì mỗi một ngày mình đều được mua được cua Cà Mau rất là dễ. Tại vì khi mà các bạn ở Sài Gòn mà các bạn mua cua Cà Mau á, nó sẽ không có được ngon giống như là các bạn ở Bạc Liêu mà mua cua Cà Mau nữa. Tại nó rất là tươi luôn, nó giống như là nó mới vớt lên vậy đó. Đó, bởi vì nếu mà các bạn ở Sài Gòn mà các bạn ăn cua Cà Mau á, cái chất lượng của nó bị hơi không được tươi các bạn ha. Đó, thì mình về Bạc Liêu mình ăn cua Cà Mau mỗi ngày luôn, bởi vì mình rất là nói chung là rất là ngán cua Cà Mau đó. Thì cũng giống như có nhiều người họ nói á, họ ăn cua Cà Mau họ thấy không ngon, tại vì họ ở tuốt ở ngoài Hà Nội. Thì dĩ nhiên các bạn biết không, Cà Mau á là tầm tuốt lên nè. Bây giờ họ bắt con cua Cà Mau lên, họ ship lên tới tận ở trên Hà Nội, thì cái con cua nó cũng bị héo nữa, nó con người nó còn héo nữa, nó chỉ là con cua các bạn. Mặc dù nó đã ốp đá rồi nhưng mà cái chất lượng nó khác, nó khác. Bây giờ mình bỏ cua các bạn. Bây giờ mình rửa mấy cái càng cua, mình xịt vàng lên được không ta? Chắc đẹp đúng không? Mỗi lần thèm lấy cái liếm liếm giật á. Cắn lên đi. Đâu á. Thơm các bạn thấy không? Ăn nãy giờ mà còn dư một cái càng, chưa ăn hết nữa. Là biết cái con này nó thịt nó nhiều cái nào à? Bự. Quá bự luôn. Siêu bự luôn. Ok. Bớt cái vỏ này nhiều. Ăn ly các bạn ơi. Ngon quá. Bớt cái vỏ này nó trứng vô. Bây giờ mình sẽ kết thúc video các bạn ha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bây giờ các bạn sẽ thích video ăn cơm nguội của mình. Thì thường thường thì bây giờ cái càng này á, mình sẽ bỏ vô tủ đá, mình ăn tiếp. Tại mình lại lấy ra mình hâm nó lại thôi. Ok. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ vô tủ đá. Ok. Còn cái đùi gà này chắc là ngày mới ăn. Bây giờ đi ngủ các bạn. Mồi ngon, rượu ngon, quá đã. Bây giờ vợ mình nó đang quắt mình vô các bạn. Ăn đồ bổ quá mà.